Xin chào mọi người nha, Nam Đức Vlog sẽ review cho mọi người một con quay 125 đời 21. 21 là cái mẫu này cuối đời nha mọi người. Qua 212 là nó lên giống như cái dạng phu mập á. Quay nhưng mà quay dạng phu mập á. Rồi tới 217, 217 là cuối đời của phu mập, tới 218 là nó qua con quay led. 3B11. Áp tán gì 100% nha mọi người. Cái sơn phục zin nha. Áo này zin theo xe luôn nha. Có chạy đây xíu. Chó đèn cực kỳ trong luôn, đặc biệt là cái tem này. Tem đen. Quay thì lốc đen, còn future thì lốc xám, rim thì lốc màu trắng. Trắng bệ. Cái form máy này là nó giống từ cái đời quay 125S 202 cho tới quay 2022. Là cái form, cái ba chân nó giống nhau. Tới quay 2023 là cái chân nó khác. Cái lốc nó khác. Càng thắng. Lốc tán lốc zin nha mọi người, lốc này chưa sơn dập gì nha. Có chạy theo 5 tháng. Ốc chỉnh nồi. Ốc giò đạp, cái cốt. Cái cốp giò đạp mọi người xem rất là mới nha. Nó còn màu vàng mọi người. Chân giò đạp những xi rất là đẹp nha. Tới cái bô, ốc bắt bô, cái bô của quay thường là NF, NF100, NF125, NF110. Sơn gấp zin. Sơn gấp zin có chạy chỉ nha mọi người. Sườn zin, tem zin. Thùng xăng nước sơn zin. Cặp kính theo xe, chân còn xanh. Cái chân của kính theo xe là nó xanh lính nha mọi người. Xăng rất là đẹp luôn. Bát yên. Cái đời quay led thì cái số khung nó nằm thế này. Yên yên. Yên này như là chưa bấm. Chưa bấm luôn. Dây yên yên luôn. Cái này nó có dính sơn chút chút. Xong rồi qua đây. Cùng zin chỉ nghĩa đầy đủ. Xe này chưa có vệ sinh nhiều. Chỉ có rửa nước ra thôi, chưa có đánh bát bô lia gì nha mọi người. Đánh bát bô lia là mấy cái chỗ này là nó sẽ mắc cái đục đục á, nó sẽ đen thui luôn. Mọi chức năng hoạt động đầy đủ nha. Số của quay mấy đời trước có đời nó inox, còn ngày nay nó màu đen. Nước sơn zin. Nước sơn cạc tê zin luôn mọi người. Còn rất là đẹp luôn nước sơn cạc tê. Đem tiết các kiểu nha. Căm theo xe. FBW. Mọi người cái gấp đó mọi người. 11A. Sơn lốc zin luôn nha.
Cô chạy đây chút xíu nha. Hồng xăng. Đầu bò. Đây, FBW. Rồi, bây giờ em nổ máy cho mọi người nghe nha. Quay 125i mẫu 2011. Xe này em bán kênh tháng mấy rồi đó. Giờ nó mới về tới mới có kịp giao cho khách. Đây là ảnh em đăng bên Zalo với lại Face nha mọi người. Đời này là được rất là nhiều anh em chuộng nha. Tới cái đời LED thì những anh em trẻ trẻ sẽ chuộng. Cái này thường thường là mấy anh em trung niên á, ba mấy 40 này kia rồi rất là thích. Anh em cũng cùng đam mê, người ta sẽ lên bộ áo này cho future nail á thì nó giống nhau hết, lắp vô không cần chế cháo gì hết. Nhưng mà anh em để ý nha, nếu anh em mua bộ áo á, anh em luôn thêm cái cản à. Nếu mà dọn đời này á, là bồ đen, còn từ đời 209 trở xuống á, là bồ trắng đó, để mình dọn sao cho nó trúng. Càng thắng là càng thắng đen nha, càng số đen càng thắng đen. Rồi thêm cái nữa, chóa hai đèn, chóa future nail thì một đèn, nhưng mà cái chóa này chỉ cần gỡ ra gắn vô là được thôi, nó không có chế cháo gì luôn. Của bên Fujinel mà gắn cái Huawei hay là quay quấn cái gắn Fujinel. Man bên Thái á, ảnh cũng hay độ mấy chiếc quay về Future X rồi đó, nhìn cũng đẹp lắm đó mọi người. Cái bát chân lòng. Thường là cái xe em bán như vậy là khoảng 6-70 triệu ha. Anh em về vô bộ giấy khoảng 10 triệu nữa, là vòng vòng khoảng 80, loanh quanh 80. Thì anh em có chiếc xe chạy, nếu mà cái chất xe giống vậy thì ở dưới Việt Nam người ta bán khoảng 170, 150 tới 170. Anh em chơi rành sẽ biết cái giá ha. Xe đem chưa có rửa nhiều nữa. Về sao để vậy quay cho anh em xem. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nha. Em cảm ơn anh em ạ. Anh em có cần tìm hiểu về các dòng xe này có thể liên hệ để em tư vấn nha. Cái đùm của Future Nail á, thì ở ngoài này nó có cái ngấn một cái ôm vô, nó phủ lên cái má đùm này. Còn cái má đùm của quay thì nó lọt thỏm vô trong. Còn cái kia thì nó dài ra xíu, nó lắp cái mí này luôn. Nó khác nhau vậy đó. Với lại cái học của học đồ của Thái nó có chữ Thái, còn của Việt Nam thì nó không có. Của Việt Nam có cái con quay S lốc bạc, quay S 100 lốc bạc đời 2008 thì nó có. Mình hay nhớ hai lần nữa nè. Đúng theo cái tình trạng xe ha. Bát yên. Rồi em cảm ơn mọi người nha.